trơ tô tài anh đi trung xì vợ ở nhà lấy mì sanh con chưa bao giờ hết chuyện nước non anh về anh có mì con anh bồng. Cái thằng què kia, mày làm cái gì mà thập thò ngoài cổng nó vậy? Mày muốn tìm cái gì? Tao không có chỗ đi, tao không có chỗ đứng, mà tao cũng không có chỗ ngồi. Bây giờ tao đến đây tao nhậu được không mày? Thì ra ơ kìa, anh Hùng. Mày anh... mày là thằng Bình. Anh Hùng. Bình. Anh Hùng. Trời ơi Bình ơi, tao nhớ mày quá Bình ơi. Anh Hùng, sao thân thể em như thế này? Nhưng mà anh về Sài Gòn hồi nào? Ta về Sài Gòn để tìm lại mái ấm gia đình. Thì hỡi ơi, hỡi ơi, mây lá quá trò than, sớm nhỏ ngoài ô đã tan hoang vì quá hoang. Vợ con còn đâu nữa, về một phương trời nào, sống chết biết ra sao. Cho nên tao mới lì tấm thân quen, đi khắp thành nội ngoại ô tìm kiếm cho ra vợ con khốn khổ. Vợ tao vừa bước xuống xe, cắt tay thằng Mỹ ung dung vào nơi cư xa xỉ hoàng. Tao kêu giật giọng, Hương, Hương ơi, mặt nhìn tao. Anh Hùng, anh Hùng ơi, anh lầm phải ai chớ chỉ Hương nào nỡ vậy. Không nhìn anh dù cho cánh ngô có đổi thay, nếu thật chỉ Hương thì chỉ cũng không ngờ nổi là anh. Là anh đã tư trần. Phải, tao chết thật đi để khỏi tôi tiếp sống thừa. Họ tên đã khai tử mà xác thân còn liêu biêu. Mình ơi, con mẹ Mỹ đây rồi, con đàn bà phản bội, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Anh Hùng ơi, anh hài giang cơn tính nộ để chờ em phân khúc hoàng. Nỗi buồn ô ẩn đoạn trường, dầu sao chẳng gối mấy năm, tình chung không vẹn nghĩa còn vẫn vương đáng thương. Thế thời nhiễu nhương
dấu bể khôn lường. Anh nên xét lại cảnh tình bi thương của chị Hương. Mình ơi, ngài được tính mình đơn vị báo tử, em định bồng con thơ về xứ nơi quê mẹ là vùng giải phóng, còn anh thì mang danh linh Ngụy Phan Tông ở đường. Về quê xưa về làm sao với mài mặt trắng trường, rồi con đau nặng không tiền lo than thuốc, từ cô vô thân em biết cày nhờ ai. Bước đường cùng em phải nhờ một chị bạn đồng hương, dẫn dắt em đi làm bồi phòng cho cứ xa mẹ, kiếm đồng lương chạy thầy chạy thuốc cho con. Rồi một hôm em đi làm văn trần quá hoàng xảy ra đã thiếu chết con mình. Trời ơi, con tôi bị chết thiêu. Trời ơi, chồng đã mất, con thơ cũng chết, đời một quá khổ cô đơn như hoa rơi lá rụng giữa đời. Nỗi khổ đau liên miên cứ dồn dập tới bời, em như kẻ không hồn vẫn dơ tìm tuyết lạnh, sống bàng hoàng như kiếp sống buồn trôi. Nhưng phải sống vẫn phải tiếp tục dọn phòng cho mì. Nỗi tủi nhục của con gái bồi phòng ai cũng biết, em không cần phải nói rõ gì đâu, em trở thành con mẹ mì. Hôm qua em nghe anh gọi tên Hương văng vẳng, em ngại ngùng chỉ sợ gặp người quen. Thôi thì anh hãy kể như em đã chết, cũng như anh đã chết. Em xin tạ tội cùng anh rồi mình vĩnh biệt xa lìa. Ôi, một giấc mơ sắp mất thành mà người mơ ước, mà người mơ ước sắp cận kề bên cây chết. Không Hương ơi, anh nào muốn giết em đâu, máu em đổ là tại em đi giúp bầy lăng xoay. Thì em thử nghĩ làm sao anh có thể tách rời một mảnh thép từ một cái nổ vô tri, để nó tự chọn mục tiêu mà xuyên thấu những trái tim bạo ác tham tàn. Nếu một mai anh có chết đi, anh cũng không màng. Dù cho cuộc đời có đạo điên thác loạn, anh vẫn tin tưởng rằng hình ảnh của em và con sẽ sống mãi giữa tim anh. Trời ơi, anh mong em sẽ chết cùng anh, để ai ta cùng tìm thấy một niềm thủy chung cùng trộn vui hai tình thương, có hai kiếp sống lạc loài cô đơn vô nghĩa. Ôi có ai cứu những linh hồn tan nát
những mối tình cù hận đau thương. Nhớ về nhau mà xa cách dặm ngàn, tìm cái chết để trọn đời chung thủy. Hương ơi, xin em đừng bao giờ oán hận anh, mà anh xin em hãy nhìn anh bằng cái nhìn hiền diệu của người vợ trẻ năm nào. Cái thuở mà mình chẳng một phút rời nhau trong tình là mẫu ban đầu, ôi nhớ làm sao những ngày thơ mộng cũ, những ngày mình vừa mới có nhau trong tình nghĩa sắc son. Anh thì trốn lính nằm queo, còn em thì táo tần mua bán cực khổ mà em vui. Anh nằm queo mà anh tự do hạnh phúc, bên cạnh vợ hiền và một đứa con ngoan. Mình ơi mình. Hương ơi, em đã khóc nhiều rồi, hôm nay anh không muốn thấy giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mắt em. Không, anh không đầu hàng hoàn cảnh, mà anh phải trả thù. Anh hy sinh thân xác này để chuộc lại linh hồn của em trong những ngày thơ mộng cũ. Không, dù cho em đã làm gì hiện tại ra sao, hiện giờ yêu em và tha thứ cho em. Anh xin em hãy quay về với người chồng cũ và hình ảnh đứa con thơ mà mình đã chung sống bên nhau trong quá khứ, thì nó phải thuộc về nhau trong hiện tại. Em mãi là vợ hiền, là lẽ sống của đời anh. Em đã ngự trị trong trái tim anh ngay trong những giờ hắt hối, thì hôm nay trong cuộc sống xin em đừng bỏ anh. Xin em đừng bỏ anh một mình với trái tim gớm máu và một mối căm hờn. Anh Hùng, anh hãy cầm số tiền này, anh hãy đi đi, anh hãy đi đi. Trời ơi, tiền gì đây? Tiền của vợ tôi lấy Mỹ, hay tiền của Mỹ lấy vợ tôi? Không, 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 tôi không cần tiền, tôi không cần tiền, mà tôi chỉ cần một trái lựu đạn. Một trái lựu đạn là xong.